Cardio xong thì cố gắng làm sao trong vòng một ngày thì mình đi được khoảng tầm 10.000 bước. Bây giờ tôi sẽ nấu đồ ăn và hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi tập ngực. Báo cho các bạn tôi vừa mới có một cái tin buồn. Tôi bị rớt visa Hàn rồi các bạn. Mẹ cay vậy. Thì chắc đợt này có lẽ là Điền sẽ đi một mình hoặc là Điền có thể là đi với vợ. Nhưng mà mình bị rớt visa rồi. Đợt này visa Hàn xin khá là khó. Thôi thì bây giờ tôi sẽ vô chuẩn bị đồ ăn và lát nữa chúng ta sẽ đi tập. Và đây sẽ là meal 1 buổi sáng của chúng ta, bao gồm 4 quả trứng, 50g cream of rice, 50g yến mạch và chúng ta có thêm cà phê vào buổi sáng nữa. Thì đây là cái meal 2 của tôi, bao gồm cơm này, bò nè. Sau khi mà ăn xong meal này thì tôi sẽ đi tập. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một buổi tập ngực. Nắng vãi lịt các bạn ơi. Các bạn, đây là pre-workout của nhà mình, bao gồm chuối và mật ong. Tôi vừa mới đi tập về xong thì hôm nay là trời cũng khá là nắng. Bây giờ tôi sẽ ăn cái meal 3. Tôi sẽ ăn sau tập là cơm và hôm nay là chúng ta sẽ có má đùi. Sau khi mà ăn xong cái meal này thì chúng ta sẽ đến với cái chủ đề chính ngày hôm nay, đó chính là top 5 loại thực phẩm bổ sung mà tôi nghĩ là các bạn nên dùng. Ok, hôm nay chúng ta sẽ nói về supplement. Thì đây là top 5 những cái loại thực phẩm bổ sung mà theo cái quan điểm cá nhân của tôi là các bạn nên sử dụng. Thì top 1, creatine. Tại sao mà tôi đưa cái creatine này vào trong cái danh mục là top 1? Vì cái tính hiệu quả của nó đối với cái việc tập luyện thể dục thể thao. Chúng ta cần phải biết là creatine ở trong tự nhiên được lấy từ thịt đỏ, ví dụ như là thịt bò, cá hồi. Thì cứ khoảng trong tầm 100g thì nó sẽ chứa là 0,5g creatine. Nhưng trong một ngày thì cái hàm lượng thấp nhất để mà đối với người tập luyện thể giao đó là 5g creatine. Thì cái việc mà chúng ta ăn một cái lượng thịt đỏ quá nhiều như vậy á, thứ nhất là nó rất là, cái mức kinh phí nó sẽ rất là lớn hơn so với việc là các bạn mua một cái lọ creatine như thế này. Ở trên thị trường thì creatine giá sẽ dao động từ 300.000 tới 700.000 thôi. Ví dụ như loại này là 1 kg thì ít nhất là tôi có thể sử dụng được trong nó khoảng tầm từ 4 tới 5 tháng mới hết, với một cái mức giá khá là rẻ. Và công dụng mang lại của nó lớn, thứ nhất là nó tăng cái việc tổng hợp ATP, cái thứ hai nữa là nó tăng cái việc tích nước ở trong cơ bắp, thì người ta gọi là tăng cường hydrat hóa tế bào. Nó giúp cho chúng ta tốt cho cái việc xây dựng cơ bắp. Ngoài cơ bắp ra thì não bộ nó cũng cần một cái lượng lớn ATP, cho nên là creatine nó cũng sẽ giúp cho những cái vấn đề về thần kinh và não bộ của chúng ta khá là tốt. Cái lợi ích lớn như vậy thì creatine xứng đáng là top 1 best supplement theo quan điểm cá nhân của tôi. Ngon, bổ, rẻ và không việc gì mà không cho nó vô trong list sụp của chúng ta cả. Sản phẩm thứ hai mà tôi nghĩ các bạn nên xài đó là dầu cá. Tại sao dầu cá nó lại quan trọng? Thì trong cái quá trình mà code của tôi á, thì tôi thấy có một cái vấn đề, đó là học viên của tôi đa số ai cũng rất là ghét ăn cá. Cái này tôi không hiểu lý do vì sao. Có người thì kêu nó tanh, có người thì kêu là nó khó chế biến, có người thì kêu là xương này nọ các kiểu, nên là học viên tôi không thích ăn. Và thêm một cái điều nữa đó chính là trong cái chế độ dinh dưỡng của người Việt Nam, các bạn cứ để ý mà xem, chúng ta rất ít khi sử dụng những loại fat tốt. Ví dụ hồi bé các bạn có bao giờ uống dầu ô lưu, hồi bé các bạn có bao giờ ăn hạt nhân, ăn hạt điều, rồi ăn lạc, rồi ăn bơ này, hạt phô mai này, chi này, những cái loại fat tốt, rồi dầu dừa các thứ đó, những cái loại fat tốt. Thì các bạn để ý đi, ngày xưa chúng ta không được ăn fat quá là nhiều. Vậy nên là tôi nghĩ là dầu cá là một trong số những cái thứ mà chúng ta cần sử dụng. Về công dụng của dầu cá thì có rất nhiều nghiên cứu và rất là nhiều những cái ứng dụng các bạn có thể search trên mạng. Mình nghĩ rằng dầu cá là một trong những cái sản phẩm top 2 mà các bạn nên sử dụng. Top 3, whey protein. Sẽ có rất nhiều bạn thắc mắc rằng là ở trên những cái website hay trên những diễn đàn người ta để whey protein là top 1, nhưng mà sao mình lại để nó là sản phẩm supplement top 3. Thì thứ nhất, đối với mình, whey protein nó chỉ đơn giản là một cái gia vị để mình ăn buổi sáng, ăn chung với yến mạch hay là cream of rye gì đó để cho nó đỡ gớm, tại vì ăn yến mạch không thì nó cũng hơi tởm. Cho nên là nếu như mà bạn nào theo dõi mình lâu thì các bạn sẽ thấy là buổi sáng mình rảnh, cho nên là mình cũng rất là chăm cái việc là mình nấu ăn, cho nên là mình cũng nấu đủ cái lượng thịt mà mình ăn hàng ngày. Cho nên là mình mua whey, một là để mình ăn và mình trộn với yến mạch ăn chung cho nó ngon. Cái thứ hai nữa là nếu như mà mình lâu lâu mình có những cái công việc đột xuất hay là những cái quay vlog hay là đi kèm khách hay là như thế nào đó mà mình ăn không đủ lượng thịt thì mình có thể bổ sung thêm whey protein để bù vô cái lượng thịt mà mình không có ăn đủ. Thì khi nào thì chúng ta dùng whey protein xài lúc nào cũng được hết á, nhưng đối với một người coach như mình thì whey protein mình thường chú trọng cho cái mùa cutting tinh. Tại mùa cutting tinh là những cái mùa mà các bạn cần phải cân bằng cái lượng calo giữa tỷ lệ protein cắt phát, và trong thịt thì nó cũng có phát mà, đúng không? Thì lúc đó để giảm cái lượng phát lại thì chúng ta sẽ phải thay thế bằng việc sử dụng whey protein là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong cái quá trình cutting tinh, các bạn vận động viên rất là thèm ngọt, cực kỳ thèm ngọt luôn, thì những cái như là EA hay là whey protein nó sẽ là những cái chữa cháy á. Tức là nhìn đồ ăn thèm ngọt quá thì bắt đầu mình ra mình pha một muỗng whey protein mình uống, đúng không? Nó vẫn tốt hơn nhiều đối với việc là các bạn đi ăn bậy. Whey protein thì nó đứng ở vị trí top 3. Top 4 thì mình sẽ đánh giá là cái loại này. Cái này là tảo xoăn spirulina. Công dụng của tảo xoăn thì nó là những cái chất chống oxy hóa, rồi nó cũng làm giảm những cái cholesterol xấu, và đặc biệt nữa nó tốt cho hệ tiêu hóa, nó tốt cho hệ đường ruột và nó tạo ra những cái lợi khuẩn cho hệ tiêu hóa. Thì không chỉ riêng những cái loại tảo xoắn này thì các bạn vẫn có thể dùng những cái loại khác cho hệ tiêu hóa, ví dụ như là probiotic này, hoặc là sữa chua này, hoặc là những cái loại thực phẩm bổ sung nào đó mà nó tốt cho hệ tiêu hóa. Tại vì mình đánh giá là hệ tiêu hóa là một trong những cái hệ khóa rất là quan trọng đối với mọi người, và đặc biệt là đối với người tập thể thao. Hệ tiêu hóa nó liên quan trực tiếp tới hệ miễn dịch nữa. Có rất là nhiều bạn đi thi đấu của mình bị một cái trường hợp đó là: anh ơi, em 2-3 ngày chưa ỉa được, là các bạn bị táo bón á. Nhưng mà cái điều đó là một cái điều rất là tệ. Và đặc biệt nữa là người Việt Nam mình cực kỳ lười ăn rau. Và chúng ta đang sống trong một cái xã hội mà cái việc thức ăn nhanh rồi ăn uống nó cũng không được tốt, cho nên thành thử ra những cái vi khuẩn đường ruột của mình nó cũng bị giảm đi phần nào. Thành thử ra là chúng ta có một cái hệ tiêu hóa không được tốt. Mình nghĩ rằng top 4 là những cái sản phẩm liên quan đến hệ đường ruột các bạn nên dùng. Những sản phẩm top 5 tại sao lại là những, tức là các bạn sẽ xét trên những cái yếu tố mà các bạn thấy thiếu, các bạn mua cái sản phẩm thứ 5 này. Sản phẩm thứ 5 là những cái loại sản phẩm mà các bạn mua tùy ý thích của các bạn. Các bạn cảm giác như các bạn thiếu cái gì thì các bạn mua cái đó. Ví dụ như các bạn đang ở trong một cái quá trình cutting chẳng hạn đi, thì chúng ta sẽ cần EA. Các bạn có thể uống 10g EA vào buổi sáng trước khi phát đi cardio chẳng hạn. Tập không sung thì các bạn có thể là sử dụng thêm những cái loại pre-workout. Đó, tức là cái sản phẩm thứ 5 là cái sản phẩm mà các bạn có thể tùy cơ ứng biến. Các bạn thấy các bạn thiếu cái gì thì các bạn mua cái sản phẩm đó. Ví dụ như tôi đi, tôi là một thằng cực kỳ ít đi nắng, thì cái sản phẩm bổ sung thứ 5 của tôi sẽ là sản phẩm vitamin D3K2. Đây là top 5 những cái loại mà thực phẩm bổ sung mà theo đánh giá cá nhân của tôi các bạn nên sử dụng. Thứ nhất là nó ngon, bổ và rẻ. Kết thúc vlog ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog của mình. Các bạn nhớ like và subscribe. Mong là các bạn sẽ luôn ủng hộ Đạt trong những cái dự định sắp tới. Ok, cảm ơn các bạn nhiều.